Nói gì anh hai? Ủ đâu, ủ đâu, ủ đâu? Trời ơi, chạy mà không có coi hay. Đưa xe với anh hai hả? Xe hả? Trời ơi, nó dám ủi anh hai luôn. Cẩn thận coi chừng cái bánh xe kẹt chân nghe chứ không. Ừ. Ừ. Con muốn chạy xe đạp hả? Chạy xe đạp ba bánh cho chắc không? Sơn Hà bữa nay làm cái đuôi của anh hai. Ở cái chân kẹt chân đó con. Con chạy cẩn thận cái chân kẹt chân em á. Hả? Con đừng có chạy nhiều kẹt chân em á, để ba mở cửa lên nè. Mở cửa lên ha Sơn Hà. Cửa này nữa phải không? Rồi ba mở cửa lên rồi. Rồi chạy vô với anh hai đi. Ba ba ba. Rồi vô thấy Sơn Hà chạy như đua ngựa giỏi không? Sao cái xe này hình như nó bị biến dạng hay sao nè, nó bị nghiêng một bên hả Sơn Hùng? Xe của em à. Ba biết làm sao không? Lúc sao? Ba ngủ cái bánh xe nó bị xuất ra cái ba gắn lại. Nó bị nghiêng một bên. Rồi cửa mở rồi, sáng trưng rồi. Chơi với em đi nghe, tại mẹ với nội đi công chuyện rồi chưa về. Dữ ta. Rồi xe dữ ta. À, bữa nay không có ba mẹ với nội nhà, cái Sơn Hà làm cái đuôi của anh hai bám theo. Thank you.